Xin chào các bạn. Chủ đề hôm nay mình nói về tại sao hôn nhân hay đổ vỡ trong đoạn đường cuối. Cuộc sống hôn nhân vợ chồng tại sao rất khó tìm một tình yêu thương khi về già và nhiều khi bị gãy vỡ trong đoạn đường cuối. Cuộc sống hôn nhân là một hành trình dài và đầy thử thách. Bắt đầu từ những ngày đầu đầy hứng khởi và lãng mạn, đến những giai đoạn khó khăn và đôi khi là sự chia ly trong đoạn đường cuối. Tình yêu và hôn nhân luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn, thông cảm và nỗ lực từ cả hai phía. Nhưng tại sao khi về già, tình yêu thương lại trở nên khó tìm và nhiều khi bị gãy vỡ? Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần xem xét nhiều khía cạnh của cuộc sống hôn nhân và những thay đổi tâm lý, xã hội xảy ra khi con người già đi. Thứ nhất, sự thay đổi trong tâm lý và sức khỏe. Khi tuổi già đến, con người phải đối mặt với nhiều thay đổi về sức khỏe và tâm lý. Sự suy giảm về thể chất có thể làm giảm chất lượng cuộc sống, gây ra căng thẳng và áp lực cho cả hai vợ chồng. Những bệnh tật mãn tính, đau nhức hay thậm chí là suy giảm trí nhớ có thể khiến người lớn tuổi cảm thấy mệt mỏi và dễ cáu gắt hơn. Sự mệt mỏi này có thể dẫn đến xung đột và làm suy yếu mối quan hệ hôn nhân. Về mặt tâm lý, sự thay đổi hoạt môn, mất mát về những người thân và bạn bè, cũng như cảm giác cô đơn khi con cái trưởng thành và rời khỏi nhà, có thể làm tăng cảm giác bất an và lo lắng. Điều này đòi hỏi cả hai vợ chồng phải có sự thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện. Thứ hai, sự mất mát và đau buồn. Cuộc sống về già thường đi kèm với những sự mất mát và đau buồn, từ việc mất người thân, bạn bè đến việc giảm khả năng làm những việc mình yêu thích. Những mất mát này có thể gây ra cảm giác trầm cảm và làm suy yếu tinh thần. Trong hoàn cảnh này, nếu vợ chồng không có sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau, mối quan hệ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thứ ba, thiếu giao tiếp và sự gắn kết. Một yếu tố quan trọng khác dẫn đến sự gãy vỡ trong hôn nhân khi về già là thiếu giao tiếp và sự gắn kết. Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng có thể trở nên quá quen thuộc với nhau đến mức không còn duy trì những cuộc trò chuyện sâu sắc và ý nghĩa. Sự thiếu giao tiếp này có thể dẫn đến cảm giác xa cách và không hiểu nhau. Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa hai vợ chồng có thể bị suy yếu do các trách nhiệm gia đình và công việc chiếm quá nhiều thời gian và năng lượng khi con cái đã trưởng thành và rời khỏi nhà. Nhiều cặp vợ chồng nhận ra rằng họ đã mất đi một phần quan trọng của mối quan hệ, đó là sự chia sẻ và gắn kết. Thứ tư, khác biệt về mong muốn và nhu cầu. Khi con người già đi, mong muốn và nhu cầu của họ cũng thay đổi. Một người có thể muốn nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống yên bình, trong khi người kia vẫn muốn duy trì công việc và các hoạt động xã hội. Những khác biệt này có thể dẫn đến mâu thuẫn và làm suy yếu mối quan hệ hôn nhân. Thứ năm, làm sao để giữ gìn tình yêu thương khi về già? Để duy trì tình yêu thương và sự gắn kết trong hôn nhân khi về già, cần có những nỗ lực và chiến lược từ cả hai phía. Dưới đây là một số gợi ý. Thứ nhất, giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề trong hôn nhân. Hãy dành thời gian để lắng nghe và hiểu nhau, chia sẻ cảm xúc và mong muốn của mình một cách chân thành và cởi mở.
đừng ngại thể hiện sự quan tâm và yêu thương qua những cuộc trò chuyện hàng ngày. Thứ hai, tôn trọng và thấu hiểu. Tôn trọng và thấu hiểu là nền tảng của một mối quan hệ bền vững. Hãy tôn trọng những khác biệt và quan điểm của nhau, đồng thời tìm cách thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Thứ ba, cùng nhau làm những điều yêu thích. Hãy cùng nhau làm những điều mà cả hai đều yêu thích, từ những hoạt động đơn giản như đi dạo, đọc sách, xem phim, đến những chuyến du lịch hay tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm. Việc chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và ý nghĩa sẽ giúp tăng cường sự gắn kết và tình yêu thương. Thứ tư, duy trì sự lãng mạn. Đừng để lãng mạn biến mất theo thời gian. Hãy duy trì những cử chỉ yêu thương, những lời nói ngọt ngào và những buổi hẹn hò lãng mạn. Sự lãng mạn không chỉ làm mới mối quan hệ mà còn giúp duy trì ngọn lửa tình yêu. Thứ năm, chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và mối quan hệ hôn nhân. Hãy cùng nhau chăm sóc sức khỏe bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và duy trì các hoạt động tinh thần như thiền, yoga, vân vân. Cuộc sống hôn nhân là một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng đầy niềm vui và hạnh phúc. Dù có những khó khăn và thách thức khi về già, tình yêu thương và sự gắn kết vẫn có thể duy trì nếu cả hai vợ chồng biết cách giao tiếp, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Hãy luôn nhớ rằng tình yêu thương không chỉ là cảm xúc mà còn là sự nỗ lực và cam kết từ hai phía. Chỉ khi đó, hôn nhân mới thật sự bền vững và hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng video này giúp các bạn có một cuộc sống bền vững và hạnh phúc.